hình như em quên là anh tham gia chương trình này là vì cái gì rồi á. Do ai luôn á. Xong rồi, bây giờ em trách anh rồi. Chứ em mong anh phải làm cái gì. Thôi em ơi. Em bình thường à. Nói chuyện riêng bình thường. Không Cái gì tại mà không đánh đổi quá đúng không? thì như em chia sẻ rồi, nó chơi game thì có tại em chơi chơi dữ quá, còn bạn thì kiểu như là còn vướng bận cái cảm xúc, phải không? Kiểu như là không lo thực hiện vai diễn của mình mà cứ nhìn qua em rồi để tới một lúc nào đó rồi bị khó chịu, xong rồi bị tác nhân bên ngoài nữa, rồi mấy bạn kia nói qua nói lại. Thiện gái mà, với lại tính của Lan Anh thì nó thẳng thắn, anh cũng thấy rồi đó. Với lại ông Trung làm gì là sực tệ luôn, nói gì đâu. Thì khó đi che giấu cảm xúc của mình. Đó, bởi vậy chuyện mới xảy ra đó. Chứ theo em nghĩ, nếu là em đi, em cảm thấy chuyện này rất là đơn giản. Với tính cách của Phúc thì nó sẽ khác nữa, còn với của Lan Anh thì rõ ràng luôn. Mày giờ sao? Đây giận gì vậy? Mày bực chứng giờ có giận gì không? Giận cỡ không? Nói chung là ngoài chương trình thì xét rồi những gì đó từng trải qua thì nó cũng có những lúc tệ hơn như bây giờ. Bây giờ đâu có lại gì đâu, thì nắm tay bình thường rồi, cùng lắm là hôn mà hôn có gì, hôn gì đâu, hôn má em nhớ. Ủa anh có em có hôn má ai không? Có hôm qua có nè, hôn hôn má rồi xong rồi tiếp hôn tay hôn má hôn mắt thì theo theo em nghĩ nha, hôn má hôn mắt bình thường, nó chuyện bình thường. ba như là tôi ví dụ là tôi đang yêu một người nào đó, người yêu của mình làm chuyện đó là sao? Nhưng mà Thì tôi biết là hai người đang thỏa thuận là chơi với nhau đúng rồi đúng không, mình biết chuyện chơi với nhau, nhưng mà cái tấm lòng của mình ai mà biết được đúng không? Người ta đã yêu mình đến mức như vậy rồi đúng không? Chỉ có những người ta yêu mình thương mình lắm đó, nó mới nổi khùng như vậy thôi. Gái thì ghen lắm hồi hồi trước thì dỗ dỗ dành sao không có lường ra lường trước được, tại vì bản thân em là đâu muốn tham gia chương trình đâu. Lúc đầu kêu rủ em tham gia chương trình em tại vì ngày nào cũng thấy nó coi mê lắm, lúc nào coi cũng đủ coi 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 mấy mùa luôn đó, rồi cho vui ai biết nó đăng ký thiệt đâu, xong rồi đi thì bình thường hai người có tình cảm với nhau có anh, nói chung là cũng có thăng trầm nhiều lắm, thể hiện tình cảm, thể hiện hơn năm anh có anh, tụi em qua nhà em chơi hoài à. Nhưng mà cũng gặp nhiều biến cố. Thì ngày hôm qua anh ấy ngồi xe thì theo như một cái cách buồn anh đi anh biết, thì khi mà hai cặp đôi mà bí ẩn đó, là khi mà họ thả về tay của chính mình là yêu nhau á, họ thể hiện tình cảm họ rất là nhớ nhau đó. Và hôm qua thì anh thấy hai em giống như là hai người lạ vậy. Hôm qua hả anh? Hôm qua trên xe lúc mà đi chợ hả? Thì anh nghĩ là cái tình cảm của hai em nó như thế nào? Thì bình thường á thì cái tất cả các mùa á, là khi mà cặp đôi mình được thả về cái chính mình á, họ thể hiện tình cảm họ rất là quyết liệt, tại vì họ đang đang từ những cái sự mà ghen tương với nhau á. Thật ra là trước khi tham gia chương trình một khoảng thời gian trước đó thì cũng có xảy ra chuyện, cũng trong cái khoảnh khắc là đang hàn gắn lại. Chuyện gì lớn không? Ông đi thích thế đúng không? Cái đó là anh đoán được rồi, em không cần phải trả lời đâu. Không, mình nghĩ đó là bé là anh vết thương cũng rất nhiều lắm. Thì nghĩ là có cái tìm cách nào đó để có thể nói chuyện thẳng thắn hơn. Ngày hôm qua hai cái vai trò của hai người đảo ngược nhau. 30 phút đầu tiên là trái hẳn, 30 phút cái sau 30 phút đó mới chính là cái thời gian mà
Tiên nói thật, là ngàn nói thật với hai người. Lúc mà vui vẻ rồi cười nói. Nên mới thật thật chất này. Thì theo cái cảm giác của anh là như vậy. Dạ đúng rồi. Đó. Thì đôi lúc Lan Anh nói giỡn là yêu anh, đó thực sự là Lan Anh đang nói thiệt. Nhưng mà cái cảm giác là hai người chưa có thể hiện được cảm khi mình thả ra. Dạ, thì thật ra cũng ngại. Thì mấy cái cảm giác hồi xưa đâu có đâu. Vừa thả ra một phát là coi như là nó trở về chính nó liền. Là tự động mình nói, ủa mình đặt câu hỏi của hai cặp này sao? Tự động nó đủ tình cảm chưa? Và thì theo anh cảm nhận thì do đó anh nghĩ là Phúc phải có một cái gì đó đối với anh thể hiện lại cái tình cảm của mình như thế nào. Nếu mà đã còn tình nhau, nếu mà đã còn cái tình cảm rất là quý vị mà Lan Anh thì rất thương Phúc, anh cảm giác rồi. Ủa nhưng mà đó giờ anh làm mười mấy mùa rồi, có mùa nào giống mùa này không? Có mỗi mùa khác nhau, không có hàng nào giống mùa nào hết. Cũng bao giờ chưa mới ngày mà bị phát hiện liền không? Chưa. Nhưng mà có người ta phát hiện nhưng mà không nói. Không nói, họ giữ cái im lặng. À, có cặp công khai. Công khai là quánh nhau luôn rồi. Không, tại cái mùa này á là em cũng cảm giác mọi người biết hết rồi, nhưng mà không ai nói. Có nói qua nói lại nó chơi đó. Chưa cái gì, chưa ngã ngủ. Phút cuối cùng mới ngã ngủ. Có nghĩa là cách ly để biết chính xác được các bạn thắng hay thua. Tại vì tâm lý của con người nó thay đổi liên tục. Cách ly thí dụ như ngày hôm nay nha, thí dụ như ngày hôm nay cái chuyện của các bạn không xảy ra thì trường sẽ được phỏng vấn, là mọi người sẽ nói là trường là cặp đôi bạn. Nó thay đổi liên tục từng ngày một, chứ nó không có giống như là mọi người nhìn như này. Không có đâu, mọi người quan sát mỗi ngày một sự thay đổi liên tục. Vậy là chuyện xảy ra ngày hôm nay là chưa từng có tiền lệ. Ủa vậy bây giờ là mọi người tính sao? Em cũng đang tò mò là không biết sau sự việc này thì sẽ ra như thế nào. Cái chương trình thực tế mà các bạn quyết định sao là chúng tôi sẽ dạy. Anh nghĩ thì giờ cứ mình đã công khai rồi thì thôi giờ yêu nhau đi cái gì đó. Bây giờ ví dụ như là giờ tại cái niềm đẹp với nhau trong cái hành trình này thôi, chứ vui tập hợp với đứa kia. Bây giờ tập hợp nè, tập hợp nhóm lại, tập hợp tất cả lại rồi công bố. Rồi sau đó là mình sẽ có những cái hợp đồng đi chơi, còn vũ khí khó xử mình đi chơi. Không, bình thường nếu mà đã công bố rồi thì bình thường. Không phải nhắc tụi em tham gia chương trình này rồi tụi em. Người ta chơi là người ta biết mà. Người ta bắt tụi em phải như vậy rồi. Người ta chưa thừa biết là người ta thừa biết là người ta tới lượt gạt nhau luôn. Người ta thừa biết mà. Thì bây giờ là cai đảm giữa hai bạn thôi, bây giờ lên làm quà với Lan Anh. Sau đó anh nghĩ là nên tập vào một trại nói chuyện này cho nó rõ ràng. Rồi mình tiếp tục hành trình, tiếp tục lên kế hoạch cho cái hành trình sắp tới cũng rất ý nghĩa, cũng rất vui. Vui lắm, đi là vui lắm. Nhưng mà em nghĩ sẽ rất là khó xử. Thứ nhất là sẽ có hai người khó xử. Khó xử nhất là Lộc. Tại vì anh cũng thấy là Lộc thời gian đầu tiên cho tới bây giờ dành rất nhiều thời gian cho Lan Anh. Cái vấn đề nằm ở chỗ là Phúc nghĩ chiếc lòng đọc được tư tưởng của Phúc và của Lộc không? No. Cái đó là Phúc nghĩ. Em nghĩ trong cái chương trình này thì chỉ có duy nhất một sự liên kết là giữa Lộc với Lan Anh thôi, theo cái quan sát của em. Ngoài ra không còn ai cả. Còn một người nữa là Tuyết, thì Tuyết là một người rất dễ hòa đồng. Như anh cũng thấy là Tuyết cũng nói chuyện với ai, ai cũng nói chuyện với Tuyết. Tuy nhiên Lộc thì mọi người cũng có thấy có một gì đó rất là rõ ràng giữa hai người. Mà khi mà chuyện này xảy ra rồi, em nghĩ nếu mà tiếp tục nó sẽ rất là gượng gạo. Đó chỉ là phỏng đoán của em mà hình như chứ không biết là nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà theo suy nghĩ của em là như thế. Thôi giờ mình thử cùng chơi đi, mình thử đi. Coi còn 4 ngày nữa coi cái khúc đó đúng như cái khúc nghĩ hay không. Đúng không? Mình phải thử thách mình coi là đúng hay không. Em này em không sao, em chỉ lo cho những người khác thôi. Không phải lo nữa, tại nhiều khi em vô tâm anh cũng thấy rồi đó. Chỉ sợ mọi người trong nhóm không được vui vẻ như mấy ngày qua thôi. Đúng rồi. Rồi bây giờ làm sao?
Bây giờ làm sao? Em là người sẽ là người hóa giải hết mọi thứ. Chị có đề xuất gì không? Thì giống như tụi chị đã nói với em thôi. Thật sự là cái vấn đề không phải là ở em mà Lan Anh đó, kiểu giống như là sao ta, cảm thấy không tự tin vào bản thân, có một cái chút gì đó không tự tin vào bản thân mình. Mọi người mỗi tính cách mà. Nhưng mà chị muốn giống như tụi chị đã nói ngay từ đầu á, đây là cơ hội để các em lấy lại cảm xúc, yêu lại từ đầu. Và em sẽ làm những cái điều, thể hiện những cái điều mà để mà Lan Anh có thể cảm thấy tự tin hơn vào bản thân, tự tin hơn vào tình cảm của hai đứa. Nhưng mà cái khó ở đây là nằm ở em. Tại vì chị cũng thấy em với Tuyết như thế nào rồi. Có thích, rất là thích thiệt. Nhưng mà chỉ như sau ngày hôm nay mà tỏ ra bình thường, bình thường với Lan Anh, có nghĩa là đồng nghĩa với việc là không nói chuyện với Tuyết. Mà cũng có thể là nói chuyện với Lộc thì dễ, nhưng mà không nói chuyện với Tuyết em nghĩ là khả năng cao rất là sẽ xảy ra. Thì em thấy nó sẽ rất là gượng gạo, không chỉ cho em mà Lan Anh nữa. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng người em lựa chọn thì Lan Anh. Thì đương nhiên nói như vậy thôi, người ta còn là còn một cái câu nói như vậy, một cái câu nói mà giống như là để xác định lại, để mà giống như là để em câu chốt á. Em hiểu rồi, em cũng hình dung ra cái hướng đi như thế nào rồi.